Và các bạn đã quay trở lại với FA Channel, lại là mình đây, Hùng 20 sang từ đây. Và như bạn đã biết, hôm nay là ngày 2 tháng 9 và các bạn đi chơi đi đâu đó, còn mình thì vẫn ở nhà làm video cho các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm video về chiếc Redmi Note 7 này. Và với chiếc Redmi Note 7 các bạn đã quá quen thuộc rồi. Nhưng khi các bạn chiến game PUBG thì các bạn chỉ vượt được cái đồ họa, đó chính là HD cộng với cam mà thôi. Và mình có thể là trải nghiệm thực tế cho các bạn xem ở đây. Khi trải nghiệm thực tế ở cái video trước mình có chơi với chiếc Redmi Note 7 ấy, thì FPS của nó sẽ không ổn định ở mức nào cả các bạn ạ. Nó sẽ tầm dao động tầm 25 đến 30 FPS. Và khi các bạn hạ xuống smooth thì nó không được cải thiện quá là nhiều. Nó sẽ dao động ở tầm đó chính là 28, 27 cho đến là 30 FPS. Và trải nghiệm chung của mình là không được ngon lành lắm với chiếc Xiaomi Redmi Note 7. Chính vậy thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái phần mềm đó chính là GFX Tool để có thể bật được đồ họa tối đa trên chiếc Redmi Note 7 này. Còn nói về phần mềm GFX Tool thì anh em có thể lên group cộng đồng game thủ mobile Việt Nam của mình để tải nhé. Mình sẽ ghim bài ghim cho bạn. Và đường link group thì nó sẽ nằm dưới phần mô tả video. Trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về Redmi Note 7 với mức giá chỉ là 3.390.000 đồng thì bạn có thể tham khảo đường link dẫn đến trang web của Di động Thông minh dưới phần mô tả video nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Và phần mềm PUBG GFX Tool thì mình đã tải ở đây. Và nếu bạn nào quan tâm cũng như muốn tải phần mềm này thì mình sẽ để đường link dưới phần mô tả cho các bạn dẫn đến group của cộng đồng game thủ mobile Việt Nam. Và khi bạn có phần mềm này rồi, chúng ta sẽ tiến hành vào phần mềm PUBG GFX. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái giao diện như thế này. Trước khi vào thì nó sẽ yêu cầu các bạn chọn ngôn ngữ và các bạn nhớ là chọn tiếng Việt. Đầu tiên thì mình sẽ đến với cái phần biến thể trò chơi. Ví dụ như các bạn chơi ở đây là phiên bản PUBG Việt Nam thì các bạn hãy chọn Việt Nam. Đó, link speak này. Đó, các bạn chọn ở đây. Ở cái phần độ phân giải này thì mình khuyên anh em chúng ta nên chọn cái độ phân giải đó là QHD 960 x 540 pixel thôi nhá. Và ở cái phần đồ họa thì với chiếc Redmi Note 7 này, mình khuyên anh em là chúng ta nên chọn smooth, nhưng mà ở đây thì mình sẽ bật tối đa là HDR để xem là cái FPS trong game nó như thế nào. Và ở phần FPS thì mình luôn khuyên anh em chọn cái mức FPS cao nhất. Cao nhất ở trong game hiện tại chỉ là 60 thôi, nhưng mà mình vẫn bật đó cho 120 FPS. Biết đâu là nó mượt hơn. Ở phía dưới cái phần đồ bóng này mình khuyên anh em là chúng ta nên tắt đi để có thể là giảm thiểu cái sức tải của GPU. Ở phía dưới cái phần MSAA này thì chúng ta nên bật lên nhé. Và những cái mức đồ họa khác thì bạn không nên quan tâm. Ở đây sẽ còn một cái chế độ, đó chính là chế độ Zero Lag Pin hiệu quả. Thì với cái chế độ này nó sẽ giúp FPS ổn định hơn, nó chơi mượt mà hơn, nhưng mà có một số vấn đề về cái mặt đồ họa nó không được đẹp mắt cho lắm. Nếu như bạn nào muốn chơi ngon lành thì chúng ta nên bật cái chế độ đó là Zero Lag. Còn nếu các bạn muốn chơi đồ họa nó đẹp đẹp một chút thì chúng ta không cần quan tâm đến cái mục này. Như vậy thì các bạn đã setup xong rồi. Và bây giờ thì chúng ta nhấn cái nút nó chính là áp dụng ở phía trên này. Sau khi nhấn áp dụng xong thì chúng ta có thể nhấn Run Game. Đấy, và như vậy thì bạn đã cài được xong cái phần mềm PUBG GFX. Và các bạn không cần rót, không cần phải làm gì cả. Nói một chút về phần mềm PUBG GFX này thì một số bạn trên group mình chơi chưa ai gặp cái tình trạng đó chưa bị ban ạc. Và mình cũng không chắc rằng là có bị ban hay không, tại vì từ trước giờ mình chơi thì mình chưa bị ban lần nào cả các bạn ạ. Và tất cả các bạn trên group thì đều như vậy. Bạn nào bị ban rồi hãy comment cho mình biết nhé và chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận của video này. Và như vậy thì mình đã đăng nhập vào game PUBG thành công. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành kiểm tra cái phần cài đặt đồ họa cho bạn được xem được cái phần FPS của nó nhé. Ở trong cái phần cài đặt đồ họa thì mình có thể bật đồ họa tối đa là HDR cộng với cực độ. Nó ngang với những con máy chạy A12 cũng như là 855, 855 Plus các bạn ạ. Quá là ngon nghẻ luôn. Tuy nhiên thì trong cái trường hợp này mình khuyên anh em là chúng ta nên để cái đồ họa mượt cộng với cực độ thì nó sẽ ngon hơn. Còn mình test thì mình luôn test là cái độ họa cao nhất cho các bạn để có một cái nhìn nó cụ thể hơn, nó chi tiết hơn. Ok, chúng ta cùng nhau test một trận PUBG để xem là khả năng mượt cũng như là cái FPS của nó trong game như thế nào nhá. Như vậy thì mình vừa bật cái phần mềm GFX Tool để đo được cái FPS trong game. Và FPS ở phòng chờ cũng như là cái sảnh chờ như này thì FPS nó là 60-59 này. Nó dao động ở cái mức là tầm 5x các bạn ạ. Nói chung là trong này cũng không có gì giật lag cả, mà có giật lag thì chúng ta cũng không cần quan tâm. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau vào game luôn. Mắt đấu mình chơi vẫn luôn là cái mắt đấu Sanhok, một trong những cái mắt đấu nhiều giao tranh nhất PUBG và cũng là một trong những mắt đấu có cái khả năng đồ họa nó cao nhất. Đây là cái phòng chờ khi vào game. Khi vào game thì nó có tình trạng drop rất là nặng xuống tầm 7-26 FPS. Sau đấy tầm 3 giây khi ổn định rồi thì nó đang duy trì ở cái mức là 54-60 FPS các bạn ạ. Nói chung là ở trên mức 5x FPS. Vừa nói 5x phát nó xuống tầm 49 luôn. Nói chung là nó sẽ rất là ổn định ở cái mức tầm 4x cuối cho đến là trên 5x FPS. Hiện tại thì đang 59 này. Đó, rất là mượt mà thoải mái. Và nếu bạn nào so sánh với cái mức FPS 30 thì mình thấy rằng nó có drop nhưng mà nó vẫn ngon hơn là cái mức FPS 30 rất là nhiều. Một số bạn chơi 30 thì bạn sẽ thấy rằng nó giật lag cực các kiểu rất là ngon. Để xem là khi lên máy bay thì nó sẽ như thế nào nhá. Ở trận này thì mình sẽ vào khu ruin đi. Mình khá là thích khu này, dễ bắn. Với cả là mình cũng không try hard trong trận này cho lắm thì mình không chơi quen Redmi Note 7. Chính vậy thì các bạn hãy thông cảm cho mình nhá. Chúng ta sẽ tập trung vào cái FPS trong game là chủ yếu.
FV trong game hiện tại là 60 này, 59 này. Và bây giờ thì mình sẽ tiến đến cái khu vực đó chính là Ruin. Khi nhảy dù thì nó có rope, rope xuống 33, sau đấy quay lại 54. Cái tình trạng rope thì nó chỉ xuất hiện trong vòng một tích tắc thôi. Đấy, FF bây giờ nó đang ổn định ở mức 60. Khá là ngon phải không các bạn, với cái đồ họa HDR cộng với lại Extreme. Nói chung là mình không còn gì để chê ở phân khúc giá 3 triệu bạn bật được đồ họa này. Và chơi như này là quá ổn rồi. Để xem là khi xuống và chúng ta chiến đấu thì FF của nó sẽ như thế nào. Đấy, khi xuống thì load map cũng khá là ok thôi. Một số máy mà chạy cái bộ nhớ nó thấp ấy thì load map nó rất là lâu. Và khi mà quạ xuống ấy, thậm chí là nó còn không load được nhà cơ. Với chiếc Redmi Note 7 thì mình thấy rằng là một điểm cộng cho cái phần load map nhanh. May quá là khu vực này không có ai cả các bạn ạ. Chính vậy thì mình bắn nó cũng sẽ dễ hàng hơn một chút. Đấy, FPS hiện tại là tầm 5x FPS, tầm 45 cho đến là 60 FPS. Tình trạng giật lag thì nó đôi khi vẫn có tình trạng khựng nhẹ, chứ đòi mượt hẳn thì chắc chắn là không thể rồi. Ui con, bên này có người này. Ui mù mắt. Một mạng rồi anh em ạ. Cảm giác bắn khá là thoải mái. Mình khuyên là anh em nếu như muốn chơi mượt hơn thì chúng ta nên chơi GX. Còn nếu bạn nào muốn chơi an toàn, chơi bình thường thôi thì chúng ta vẫn sử dụng với cái mức setting mặc định cũng được. Nói chung là không sao cả, tùy cái nhu cầu từng người thôi. Cá nhân mình thì mình đã chơi mượt quen rồi. Và nếu như quay trở lại cái mức FPS 30 thì chắc chắn mình không thể nào chịu nổi. Và có nhiều bạn là chơi mức FPS 30 quen rồi mà khi lên 60 thì gặp tình trạng chóng mặt, đau đầu các thứ các thứ. Thì các bạn nên làm quen dần với điều này. Tại vì tất cả các game hiện tại thì FPS càng cao sẽ nó cho một cái trải nghiệm càng mượt. Đây, FPS trong khu vực Ruin thì nó đang dao động ở cái mức là tầm 57, 58, 59, 60. Con này ngon phết nhỉ. Các bạn thấy không? Hồi trước mình có test với lại chiếc Galaxy Note 10 Plus, Exynos 980 hay là cái 9 gì đấy. Nói chung là mình quên tên rồi. Thì cái tình trạng rope nó còn nhiều hơn thế này cơ. Rất là nhiều máu và nhiều đồ ở khu vực Ruin này. Chỉ có vài thanh niên rớt xuống thôi. Và khu vực Ruin cũng là một trong những khu vực mà có spam súng Plygun rất là nhiều. Và đôi khi mình nhảy xuống đây mình được tận 2 khẩu Plygun cơ. FPS rất ngon trong khu vực Ruin. Mình cũng khẳng định lại một điều nữa là mình không chắc chắn rằng sử dụng GX thì nó không bị khóa hạc hoặc là bị khóa hạc. Tại vì những lần mình sử dụng thì chưa bao giờ bị tình trạng khóa hạc, hay là những các bạn sử dụng trên group thì cũng chưa bao giờ gặp tình trạng bị khóa hạc khóa tài khoản cả. Chỉ có một số ông mà xoay AK-X8 rồi là MK-14-X6 các thứ rồi là lách qua khe cửa thì mới lỗi database bị khóa hạc thôi. Chứ hiện tại thì mình chưa thấy ai sử dụng phần mềm GX mà bị cả. Thế nên là đây cũng là một trong những lưu ý cho các bạn nhé. Chứ không là khi mà có ông bị khóa hạc lại bảo là thằng Hùng 20cm nó xúi bậy dùng GX khóa hạc này kia bắt đền thì chịu. Khi có tình trạng trời mưa thì FPS của nó đang dao động ở cái mức là 5x các bạn ạ. Này, đây là một trong những map có rất là nhiều hiệu ứng đồ họa và mình thấy rằng là nó xử lý rất là ok. Chúng ta sẽ quay cái khu vực đó chính là bóc cam để xem FPS của nó như nào nhé. Khi mà các bạn di chuyển trong cái khu vực nhiều nhà thì FPS của nó còn ổn định hơn là khi các bạn di chuyển trong cái khu vực mà không có gì như này. Tại vì các bạn thấy này, FPS trong nhà là tầm trên 55 đến 60 FPS, còn khi di chuyển ngoài này, ui mẹ sấm chiếp sợ thế, thì nó FPS của nó đang duy trì ở mức là tầm 49 đến là 53, 52, 54 gì đấy. Galaxy Note 10 hôm trước mình test thì tới khu vực này nó còn drop xuống tầm là 27, 29, 30 FPS cơ. Các bạn xem lại cái video Galaxy Note 10 hôm trước các bạn sẽ rõ. Và khi di chuyển trong khu vực như này thì nó gặp tình trạng drop FPS rất là nhiều các bạn ạ. FPS của nó drop liên tục. Và ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái phần đồ họa đó chính là Smooth cộng với lại Extreme để xem là cái FPS của nó được cải thiện nhiều hay không nhé. Đồ họa này, Smooth cộng với lại cực độ, mượt cộng với cực độ. Và mình sẽ chỉnh độ sáng trong game lên một chút. Đấy, và khi chỉnh xong thì để xem nào, FPS đang ở cái mức là 43, 50 FPS, 56 FPS, mình thấy rằng nó có cải thiện rồi, nó mượt hơn rất là nhiều rồi. Ổn định ở cái mức 58, 59, 60 FPS. Nói chung là trên 5X là quá ngon với một con máy Redmi Note 7 chỉ có phân khúc giá tầm 3 triệu như thế này. Nếu anh em muốn ngon hơn thì chúng ta chắc chắn phải chọn những cái sự lựa chọn hàng cũ như là LG V30 chẳng hạn. Và mình thấy rằng là con 855 thì nó sẽ mạnh hơn là con Sugen 660. Tại vì thời điểm ra mắt 855 và 660 thì nó sẽ cùng thời với nhau. Đấy, hồi đấy Redmi 6 thì nó sẽ đi kèm với lại Mi Note 3. Nếu mà nào để ý thì các bạn sẽ biết. Và một con chip tầm trung thì chúng ta không thể nào so sánh với một con chip nó là cao cấp được. Ok, và khu vực gần bot cam thì FPS bây giờ nó bắt đầu nhảy số rồi. Nó ở trên mức 3x FPS và 4x FPS.
Có bắn nhau ở đây luôn. Cứ quay cam vào khu vực này thì auto lag. Mình sẽ chui vào khu bắt cam rồi nhá. Và chúng ta sẽ chắc chắn là sắp kết thúc video review rồi. Tại vì mình không mang tai nghe vào đây nghe hướng bằng cảm tính các bạn ạ. Chính vậy thì nó không chuẩn xác và bắn không thể nào try hard được. Mình không biết là thanh niên kia ở đâu. Bắn khá là đau các bạn ạ. Các bạn thấy không? Khi mà vào trong khu vực đông nhà như là bot cam. Ui, nó nằm yên một chỗ luôn. Sợ thật. Các bạn thấy không? Khi mà vào trong khu vực đông nhà như là bot cam thì FPS của nó còn ổn định hơn là các bạn chạy long rong ở ngoài. Đây, FPS 5960 này. Rất là ngon. Ok, và như vậy thì các bạn đã cùng mình trải nghiệm được phần mềm PUBG Big trên chiếc Redmi Note 7 này rồi. Với con chip 660 thì mình thấy rằng khi các bạn tăng cái mức đồ họa lên Smooth cộng với Extreme thì nó bao mượt luôn. FPS của nó sẽ dao động ở từ cái mức là 45 cho đến là 60 FPS và gần như là nó gấp đôi so với cái mức FPS thông thường của bạn setup nếu không sử dụng với phần mềm PUBG. Các bạn nào muốn mua chiếc Redmi Note 7 này thì hãy tham khảo mức giá rất tốt tại chủ hàng di động thông minh nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye, nhớ để lại cho mình một like và subscribe.